Ủy ban nhân dân quyện Tân Trụ tổ chức lễ phát động tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn quyện Tân Trụ năm 2024 với chủ đề Chung tay xây dựng xã phường thị trấn sạch ma túy đồng chí trương minh trí phó chủ tịch ủy ban nhân dân quyện yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội từ quyện đến cơ sở tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phòng chống ma túy đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chương trình phòng chống ma túy dẫn động người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy và gia đình tích cực tham gia các hoạt động phòng chống ma túy qua nhập cộng đồng bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả hơn dưới mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy sau lễ phát động các đội nghiệp vụ công an quyện công an các xã thị trấn và đoàn thanh niên diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy qua các tuyến đường